À vâng, đến cái khu vực này tôi lại gặp vườn cảnh Quyết Chiến. Vâng, anh Quyết Chiến, trước khi làm và chơi cây cảnh, anh là xuất thân từ một người thợ mộc, chuyên đi đục đẽo, lèo tủ và các loại. Và hôm nay anh đã thực hiện một cái công việc của anh, như tôi vừa giới thiệu, đó là đục một gốc mẫu đơn anh. Vâng. Nó là đơn đỏ hay là... Đây là gốc đơn đỏ anh ạ. Đơn đỏ à? Vâng. Vâng. Anh đục xong anh đang đánh vác ly à? Cái này là em mua thuốc liền sẹo. Không, trong thợ mộc làm gì có từ liền sẹo. Vâng. Tôi hỏi anh vác ly thì anh phải bảo là vâng chị. trong cây cảnh nghệ thuật mới là keo liền sẹo. Vâng. Còn trong thợ mộc thì người ta gọi là vác ly nha. Vâng. Tay chân dính đầy sơn như thế này mà anh sưu tầm được của nhà hay là vừa mua về đây? Cũng là em mua về. Vừa mua về à? Ấy tôi đoán thế. Cái bệ đơn đỏ này hay phết nhỉ? Không, nói chung là cái gốc này là gần như là hiện tại bây giờ là nó gần như là khủng nhất của cái chợ Đồng Mô này. À, tức là trong khu triển lãm Đồng Mô, nói về khu thương mại thì đây là bệ đơn đỏ lớn nhất, được không? Được, em khẳng định là... Khẳng định là lớn nhất. Là... Và giá tiền bao nhiêu nếu bây giờ có người rước về? Nếu mà bệ đơn này em ra bây giờ là 150. 150 triệu. Dạ vâng. Vâng. Thế anh đục những cái chỗ nào, chỗ vừa bôi ra? Vâng, cứ chỗ nào em vừa bôi chỗ nào này, vừa bôi là đục và cắt. Trước của nó lung tung xòe đúng không? Cái củ này của nó em đặt cái mũ cối là bằng cái mũ cối ấy. Vâng, thế là phải đường kính đặt 25 cm. Đúng rồi, vâng, 25 hay lắm thì vanh vanh 70. Hai tay khoanh là nó tầm khoảng 80. 80 đi, 80 chia cho 3. 80 vanh. Chia cho 3. Vâng. Ừ. Thế chả là 25 26 à? Ờ đúng rồi, tôi nói là đường kính 25. 24, vâng. Thì 24 25 mà này. Chưa được. Đẹp đấy nhỉ. Dạ vâng. Thế thì bao giờ cho nảy lộc được? Nảy lộc cái này thì chắc là khoảng 15 ngày. 15 ngày là bắn. Nó hơi chậm. Vâng. Vớ được cái gốc đơn cổ hay đấy. Vâng. Còn cây của nhà mình vẫn ở phía bên này đây à? Đây. À, thế bôi đi, bôi xong đến mình cũng muốn nhà vườn Quyết Tuyến có qua cái kênh của mình giới thiệu với các bạn tí về cái những cây hoàn thiện cũng như là những cây phôi để chúng ta cùng nhau tham khảo. Tôi sẽ đến lấy cái số điện thoại và cái logo vườn Quyết Tiến Quyết Chiến để chúng ta có số điện thoại giao lưu. À, đây là cây vườn cây cảnh Quyết Chiến này, chuyên mua bán các loại cây cảnh, nhận thiết kế sân vườn, tư vấn về kỹ thuật, bảo hành chất lượng. Địa chỉ Giao Thủy, Nam Định. Đây là số điện thoại. Chúng tôi thấy anh treo trên một cây sung dáng trực. Và tôi hỏi anh Quyết Chiến thì anh báo giá là cây sung này 20 triệu. Chính không, bác ấy đang quay, chính cây cao ấy. Ông ạ, à, cái tàn nó hơi kém đôi, còn thân nó là đẹp đấy. Cái thân của nó thì đúng là nó không bằng cái đấy thật. Không bằng bằng cái đấy, mà nếu mà trồng người ấy thì... Bây giờ thì nó tầm đấy thì nó đặt bằng. Nó còn chi muốn rồi. Đó, đặt cho phạt. Ờ. Thì nếu mà không, tí tôi chụp cho một cái cây nữa, nó cũng đẹp, nó cũng chậm. Nhưng mà kiểu mà
cái thân một nó thì bằng cổ chân của tôi ấy. Còn ở ấy nó có ba cái nhánh. Nhỏ cái nhánh ấy không quan trọng. Cần thiết cắt đi. Em chân dụng cái này nhá. Không, nếu vậy thì tôi chụp, tôi gửi cho ông cái cây này. Thì ông nên lấy cái cây này cho người ta. Không hiểu chưa? Rồi, nó ra đây em. Cây hoa giấy dáng huyệt này bao nhiêu anh ơi? Cây này 20 triệu. 20 triệu à? Vâng. Cây hoa giấy 20 triệu. Rồi rồi. Để tôi chụp cây này tôi gửi luôn cho ông. Nếu thế tôi sẽ chọn được một cây đẹp. Cái bệ xanh đấy bao nhiêu đấy? Dạ. Bệ này bao nhiêu? Cái nào anh? Đây bệ xanh mình đang soi này. Cái đấy đang soi anh. Ờ. 120 triệu. À 120. Đây chúng ta đang nhìn những cái anh Huyền Nguyễn, còn có tên gọi là Huyền Sói, đang tạo tác một cái bệ si. Nó đang đá thấm thủy đúng không? Đúng rồi. Nên nó lâu ngày rồi nó bở. Thì bây giờ là để thay chậu khác. Đúng rồi. Thả nước. Bởi vì cái đá này nó như là nước rồi mà nó ngậm nước kinh lắm. Giữ nước rất tốt. Cái gì chuẩn vậy anh Đỗ Sinh? À, cây hoa giấy này bao tiền anh Hoàng ơi? Dạ, cây hoa giấy của cháu 4 triệu chú ạ. 4 triệu, vâng. Rồi bây giờ mình đến mình làm mấy cây đang triển lãm nữa để rút quân, làm một cái thôi, 4:20 rồi.